Đợi. Ta giải quyết cho nó đi. Rồi phỏng vấn xin nè. Bóp lửa lên kìa. Chưa. Đây phỏng vấn. Chúng mình quay nhau. Hôm nay xong trong nay em đi rồi chơi bời chơi thoải mái. Sinh nhật anh nội. Đây sinh nhật mẹ mình. Vô cần. Đây là ban tổ chức cho mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ tôi ra đời. Thì thổi cắt bánh mẹ như thế đi. Anh ơi, ở trên này nó có cái đồ báo cháy mà. Trời ơi, đi kiếm gì vậy, mệt vậy nè. Nè, đưa xin. Không, mình thăm cho nó thổi. Ước nha, mình thế giới nha. Chiến tranh, chiến tranh của đội bóng. Lần em được lên TV em có phát biểu với anh xin. Không. Ê, cái này cái đi vũ vậy còn không cho tao mượn về chơi con. Một phút mặc niệm quay toàn. Nhạc. Tụi má đi chạy bi đâu rồi? Lộn thôi cái bánh. Nói nghe thảm mày. Tôi nói gì cũng bi nó buồn. Trời ơi, ăn không chịu thảm. Mới thảo cái đồ nữa. Để đi cày vui hả? Nổ bóp bóp bóp. Ủa mà nhạc mình đem đéo luôn hả? Ơi tôi quên đem cây mà má mười một cây pháo á. Hay gắm lên mấy cây, mấy chai rượu đốt đó. Nhớ gửi chị ngu hay sao? Đâu có. Nó là cái cây pháo luôn, gắm lên mấy cái chai rượu trong ba để cho đốt bay lên 20.000 cây. Trời ghê quá anh ơi. Má không thích cái phần tiếng kệ nó đây. Má cái bài sân đủ vậy. Thôi. Không được. Rồi các bạn nhấc tay lên nào, đưa về bên trái nè. Lẹ lên, má ban quản lý tòa nhà vô bắt tắt lửa giờ. Thổi đi con chó. Cho nổ đi đi. Ơi, không có sao đâu. Đốt mấy cây gì. Má là bị đất ngủ lên tay. Nó làm cái không khí trở nên tiếng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Thôi. Thì mới lạc đề viên phòng luôn hả? Đi chó dâm lệ, cứ nhìn mặt. Ê, dưới rồi nắm tay các bánh, chúc mừng bạn 21 năm lập đỉ. 21 tuổi hả Sen? Quỳ xuống đi anh, ban phước lành cho em. Rồi vẫn anh Kamakudi anh già nhất đây. Ngồi xuống. Anh mới quỳ xuống đã. Tha mặt cha mẹ em. Em làm xấu. Nó không chút hài hước mà. Cho mọi người làm một bộ phim xem. Xin chúc em cho nó làm xấu. Sao quán liên đeo. Em đừng có làm gì. Quá lâu rồi. Nói với em, chúng ta cần phải đối xử với nhau những con người.
hậu quả, không có đọc về hậu quả. Sinh nhật cũng là gì? Má nó bỏ cái bánh kem kiểu như là nó thù bánh kem thì dữ lắm luôn mà. Thù kem. Có một cái cao su lủng. Xin thù kem. Su ra cái gì xin ra đời bởi vì hậu quả của việc. Đến xe này. Không xài condom. Xài rồi. Nói là nó anh quay luôn đi anh khó quá. Lúc nãy em. Nó nãy giờ em không được lên hình. Anh khó quá mẹ quay mà anh cứ đứng đằng sau anh chỉnh luôn. Rồi nói đi. Nhân dịp sinh nhật của Sin. Chúc Phú trăm năm hạnh phúc với Sin. Chúc mừng cái tình yêu hai người sẽ bền vững mãi không phai. Thế thôi. Phi. Sinh nhật của anh cũng vậy. Rồi, nói gì em? Sinh nhật của Sin thì chúc Sin ngày càng điên. Lại ngày càng gọi là có những thêm nhiều ý tưởng điên rồ video clip. Xin chúc Xin sinh nhật có nhiều thành quả nha, trong cuộc đời. Có một nó nhỏ tuổi mình á. Chơi với Xin mà lâu thì sống với Xin rất là khó khăn. 21 năm qua thì Xin sinh ra để cho mình lợi được. Cuối tay thôi. Quảng cáo cuối tay thôi. Cuối tay thôi. Xem phát biểu đi xem.